Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Phúc Thiên Vlog của em nha. Thì hôm nay em có làm mười mấy khúc khung hàng rào đó, thì sẵn ở đây em quay cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo. Thì cái mẫu hàng rào này em làm cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay em làm cái mẫu này thì nó nói chung nó hơi dài, hơi siêu to khổng lồ xíu. Cái hình thức làm thì cũng vẫn là như những cái khung kia thôi. Thì thường là những cái khung kia là ô nó nhỏ hơn đó, thì chia cái mẫu kiểu khác, còn cái ô này nó hơi dài. Nó chiều ngang của nó là 3m35, chiều cao lên là 1m7 đó. Thì ở đây á, là do cái chiều dài nó có nên là bình thường là cái mẫu bình thường nó chỉ có hai cái ống hai bên thôi, do này nó dài thì ở chính giữa em có chia thêm một cái ống nữa đó để cho nó tương xứng. Còn hai bên thì em có làm hai cái song đứng lên như vậy đó, thì nó cũng như cái mẫu cũ thôi, nhưng mà cái này nó dài thì mình thêm một cái hoa văn ô chính giữa nữa đó để cho nó đồng đều cho nó đẹp. Thì ở đây sử dụng là khung làm sử dụng là vuông 4 1,4 ở với lại là 24 1,4, hết toàn bộ là ly tư đó, với lại ở đây là em sử dụng là ống 21 đó, cũng ly tư luôn. Thì ở đây thì sẽ sơn những mẫu trước thì sơn 3 màu, nhưng mà mẫu này thì gia chủ yêu cầu sơn 2 màu thôi, màu đen và màu trắng. Còn bình thường là cái khung mẫu cũ em là cái ống sẽ sơn màu đồng, thì ở đây gia chủ kêu không có sơn màu đồng đó, thì chỉ sơn màu đen và màu trắng thôi. Thì cái công trình này là em làm ở Càng Long, Trà Vinh nha đó, Càng Long Trà Vinh. Thì em chuyên thiết kế thi công các đỉnh luôn, nên cô chú anh chị nào có nhu cầu làm thì cứ liên hệ với em nha, số điện thoại em sẽ để dưới phần mô tả. Đó, thì em có máy uống phôi sắt mỹ thuật, bán phụ kiện hoa lá sắt mỹ thuật luôn, nên là cô chú anh chị nào có nhu cầu lấy phôi sắt mỹ thuật thì cứ liên hệ với em nha. Đây là cái mẫu khung bông em mới làm xong nè. Đó, rất là đẹp luôn. Phôi là em sử dụng toàn bộ là ly tư hết. Rồi thì sẵn em làm công trình đâu thì em làm video đó để cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo. Đó, thì ở chỗ đây em sẽ còn cắt mấy cái cây xéo nữa, thì hình chữ X đó. Đó, thì ví dụ như ở đây mình sẵn làm thì mình hướng dẫn cho các bạn mới vô nghề với chưa biết nghề luôn để các bạn nó tham khảo. Thì ví dụ như cái ô này nó ngắn đó, cái ô này nó ngắn thì mình có thể chia ra 3 ô, còn nó ngắn nữa thì mình chia thành 2 ô, mà nó dài ra thì mình chia ra 4 ô đó. Ở đây mình chia ra 3 ô nè đó, rồi mình dấu X thì mình cắt như vậy đó. Thì mình có làm mực sẵn, ví dụ như ở đây mình chia ra làm mà chia làm 3 ô thì mình lấy tim đó, cái này mình tại mình cắt dấu X thì mình phải lấy tim đó, mình lấy tim từ này tới này ở hai bên đó. Thì mình lấy tim xong là mình đưa cái sắt vô mình cắt xéo theo cái tim này đó, đó mình cắt xéo theo rồi mình tiến hành mình ra hàng loạt luôn. Tại vì cái mẫu này nó cái xéo này nó đều nhau hết đó, nó đều nhau hết nên là mình ra hàng loạt luôn, là mình hàng vô thôi, mình hàng vô như vậy, hàng qua như vậy đó. Thì hình dấu X đó, mình lấy cây đầu chuẩn với lại mực ở đây mình chia tim cho nó đều hết, mình đừng có cho nó ngắn dài là được. Rồi sau đó mình cắt một cây cỡ đó, mình tiến hành ra hàng loạt luôn. Rồi thì ở những cái video trước em đã hướng dẫn cách mà lên khung như thế nào để những cái mối hàng nó siết sao để mình hàng vô nó không bị hở nè. Thì em có làm những video ở video trước đó. Nếu mà các bạn nào có nhu cầu làm mà với lại chưa hiểu thì vô kênh em xem nha. Đó, rồi cái đây thì nó khung này khung mặt tiền, thì nhà của gia chủ là 2 mặt tiền. Ở đây mặt tiền ở trước nè, cái khung này nó hơi dài, còn mặt tiền bên hông thì nó ngắn lại, nó chỉ có dài 2,6 thôi, cao thì vẫn y vậy đó. Với lại cái mẫu hàng rào này là gia chủ người ta không có đổ cái nắp trên đó. Thì bữa nào em đem giao hàng xuống tận chỗ rồi thì em quay video với lại hình thức lắp đặt như thế nào để cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo nha. Đó, cái mẫu này sơn hai màu. Rồi thì khi mà em còn làm hai cái bộ cổng nữa, thì bữa nào lên cái cổng em sẽ quay một cái video chi tiết luôn để cho các bạn nào mà mới vô nghề với chưa biết nghề để các bạn xem tham khảo cái mẫu cổng đó để mà làm. Đó, còn cái hàng rào thì hình thức lên hàng rào thì nó nhìn nó hơi rườm rà thôi, nhưng mà thật sự là nó rất là dễ làm nha. Với lại là mình biết cái nguyên lý làm á, thì những cái món hàng của mình nó sẽ rất là siết sao, nó không có bị hở món hàng đó. Rồi thì em xin kết thúc video đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Nếu cô chú anh chị và các bạn thấy video em hay và nghĩ thì nhớ để lại cho em một like, một đăng ký kênh để em có động lực ra thật là nhiều video mới và hay hơn cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo nha.